hai tivi mà xài lâu quá cũng là ngót không ăn. Sau khi mở ra thì phát hiện cái tủ này và tủ này nó bị phù. Chúng ta sẽ tiến hành thay tủ khác. Các bạn có thể dùng cái tủ này. Thay vào. Trước khi thay thì chúng ta sẽ vệ sinh, dùng xăng xe máy vệ sinh chấm lại và cái xe con này và con này chút xíu có cái kết quả thì tôi sẽ quay cái clip khác để trình bày với các bạn. Tại đây là đầu tiên quay không có điện thoại.